Ô mãe, nè, 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 mãe, ô chồng con ngay gần đây. Ngay gần đây cái gì? Ngay gần đây thì con cũng là con dâu của người ta rồi, làm sao mà chạy qua chạy lại lo cho mẹ mãi được. Với lại ấy, dạo này con bận lắm. Cháu ngồi đi. Dạ. Thế cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu tên là Trang ạ. Năm nay cháu 18 tuổi rồi ạ. Tí tuổi. Thế bố mẹ cháu làm gì?
mẹ cháu mất cả rồi ạ. Từ bé thì cháu đã ở trong trại mồ côi rồi. Khổ thân. Thôi, từ nay ở đây với bác cho vui. Nhà cũng chẳng có nhiều việc gì đâu. Mẹ mà. Nó là giúp việc đấy. Mẹ đừng có dễ tính với nó. Sau đó đè đầu cưới cổ bây giờ. Còn mày nữa, tao thuê về đây để làm giúp việc chứ không phải nuôi báo cô đâu đấy. Lười nhác thì đừng có trách. Thì con, em nó hẳn còn bé mà. Lớn như Tịnh nhưng bé bỏng cái gì. À mẹ bảo này, tới đây ăn cơm với mẹ nhá. Mẹ nấu cơm xong rồi. Hôm nay mẹ đi chợ mua được mớ ốc ngon lắm. Thế là mẹ nấu canh chuối ốc đấy. Này, mẹ có biết ốc ếch người ta nuôi bẩn như thế nào không mẹ mua? Với lại mấy cái món đấy chỉ dân quê của ta mới ăn, thành phố ăn gì mấy thứ đấy. Mẹ rảnh rỗi quá đâm toàn làm những thứ việc linh tinh thôi. Còn con này, ngồi đứng ra đấy làm gì? Vào dọn cơm. Vâng ạ. Mẹ, mẹ cho con thêm tiền đi. Chồng con chuẩn bị chuyển chỗ làm sao? Bọn con đang định mua tô đấy. Mẹ vừa cho con 30 triệu rồi. Rồi, cái xe rẻ rách nhất của ta cũng đã 300-400 triệu rồi. Cái 30 triệu mẹ cho con thêm để con mua SH cơ mà. Thế ông bà thông gia cho con được bao nhiêu tiền rồi? Bố mẹ chồng con thì làm gì có tiền. Mẹ không cho rồi. Thì để con bảo chồng con đi xe buýt đi làm cũng được. Mẹ cũng chẳng có nhiều tiền đâu. Bố con mất đi, bán công ty, lo cho con ăn học, xong lại đám cưới. Và cuối cùng thì mua nhà. Rồi, mẹ ơi. Có mỗi chuyện đấy mẹ kể đi kể lại mãi rồi đấy. Má, mẹ đẻ được mấy đứa con gái? Cho con, có cho ai đâu mà. Thôi, mẹ vào phòng lấy tiền đi. Nhanh lên, con còn về nữa, nhà bao việc rồi.
Cái loại nhà quê mày, đi lên đây để làm giúp việc ấy, kiểu gì cũng đi trộm cắp thôi mà. Chưa thấy oan với em gái chưa? Ba con không oan đâu. Oan? Oan cái gì mà oan? Mày còn cãi, tao vả rục ra bây giờ ấy. Con ơi, chắc là mẹ tiêu cái gì ấy, mẹ quên đi mất đấy. Con đừng đổ oan cho em mà tội nghiệp. Con bé nó ở mẹ cả năm nay rồi, mẹ biết nó mà. Bây giờ mẹ coi nó như con gái rồi. Mẹ nhìn như thế này, mất cả một đống tiền mẹ còn bênh nó được nữa à? Hả? Mà mẹ đẻ thêm con gái hồi nào đấy? Sao con không biết? My, có cái gì đâu mà con cứ nặng lời như thế nhở? Không nặng lời á? Con kia, mày ăn cắp ở nhà của tao ấy thì á? Đi đi! Không chào chúng mày đi! Đi đi! Đi đi! Đi đi! Mày ăn cắp ở nhà của tao à? Hả? My! Con thấy mẹ làm gì đấy? My, đây là nhà của mẹ, con không có quyền đuổi nó ra khỏi nhà này nhá. Nhưng đây cũng là nhà của con, nó ăn cắp trong nhà con thì con phải đuổi đi. Đi! Hả? My! Mẹ! Mẹ làm sao đấy? Hay hồi trước mẹ cặp với ai, mẹ đẻ ra con bé này nên mẹ mới bắt nói thế hả? Chị My! Chị My! Từ giờ tôi không có ai là mẹ cả. Mẹ, mẹ con ơi, ba mình đi. Cảm ơn con gái. Ba đừng nói thế, ba đừng bỏ con mà. 5 năm qua con ở đây, con chỉ có với ba là người thân duy nhất thôi. Mẹ ba bỏ con rồi, con biết sống thế nào ba? Con đừng khóc. Con gọi chị My cho bác đi. Con gọi rồi bác. Con có gọi nhiều lần rồi chị không nghe. Con có nhắn tin nhưng mà chị cũng không trả lời. Con còn đến tận nhà chị nữa. Chị không chịu gặp con đó. Con gọi lại đi. Được rồi, à, bình tĩnh. Con sẽ gọi. Để năm con gọi. Năm rồi. Bác nhớ nó là... Được rồi, à, bình tĩnh. Để con gọi cho bác nhá. Chị nghe máy đi chị My ơi. Ba, ba, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba tỉnh lại đi ba ơi, ba đừng buông con được ba ơi, ba tỉnh lại đi ba ơi, ba ơi, ba đừng buông con được. Lúc bác sắp mất, bác nhớ chị lắm. Bác có bảo em gọi cho chị, nhưng em gọi
cho chị mãi chị cũng không nghe máy. Lúc dọn đồ em có tìm được cái đài bác để lại. Bây giờ em sẽ hết chị em về quê đấy ạ. 6 năm ở gần đây chị bao giờ bác coi em là người giúp việc cả. Bây giờ bác mất rồi em cũng không còn lý do gì ở lại đây nữa. Em chào chị. Con gái của mẹ. Ngày này 30 năm trước mẹ đau đớn tưởng chết đi sống lại suốt 3 ngày đêm. Thật may mắn vì con sinh ra khỏe mạnh, nặng 31. Bố mất, tiền bán công ty mẹ lo cho con ăn học, lo cho con không phải thua kém bạn bè. Mẹ biết mình mẹ không thể vừa làm mẹ vừa làm bố, khiến con phải chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ xin lỗi. Lúc con lấy chồng, mẹ cố gắng tổ chức đám cưới thật chu đáo để con không phải xấu hổ với nhà người ta, mua nhà, mua xe cho vợ chồng con. Lấy chồng rồi, nhà chồng chỉ cách nhà mình có hơn 1 cây số thôi, nhưng con bảo bận, chỉ về nhà khi cần hãy cho con tiền, còn không ăn được với mẹ một bữa cơm. Mẹ cứ chờ đợi mỏi buồn một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm, chả có khi cả tháng trời con không gọi. Mẹ không trách con, nhưng mỗi khi đau ốm phải đi bệnh viện, thấy người ta được con cái chăm sóc, mẹ tủi thân nhiều lắm. May có con bé Trang, không có nó chắc mẹ chết cũng không ai biết. Hôm ấy con giận như cỏ đi, mẹ cảm thấy mình đau lòng đến chết. Từ phút giây đấy rồi đi ạ, suốt 5 năm trời con giận mẹ. Con có biết mẹ nhớ con nhiều đến thế nào không? Có lẽ mẹ không sống được bao lâu nữa đâu. Mẹ cũng yên tâm vì cuộc sống của con đã ổn định rồi. Con bé Trang không còn nhà cửa hay người thân ở quê nữa. Mẹ sẽ để lại căn nhà cho nó. Mẹ còn có khoản tiền tiết kiệm để dành phòng khi bệnh tật, nhưng cũng chưa kịp dùng đến. Mẹ để đốt cho Trang để lấy vốn làm ăn. Con đừng giận mẹ nhé. Cảm ơn con vì sinh ra con đã là con gái của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Ha ha ha!